Vì theo dõi chương trình Việt Face của chúng ta, hôm nay cũng là chương trình cuối năm tháng 12 rồi và chuẩn bị qua New Year, Tết, Tây. Thì chúng tôi xin chúc mừng tất cả quý vị đã có một mùa lễ Giáng sinh, holiday rất là vui vẻ, và bây giờ chúng ta bước qua countdown tới New Year. Hôm nay chúng tôi mời được luật sư Trần Thái Văn, cựu dân biểu và cũng là dân biểu đầu tiên gốc Việt chúng ta tại tiểu bang California, đương kim giám đốc sở thủy cục Orange County Water District, cũng là hội đồng mà luật sư Dina Nguyễn, bà xã của Châu Đỗ Vinh, cùng ngồi với luật sư Trần Thái Văn, Orange County Water District. Ông cũng đang làm việc trong văn phòng của giám sát quận 1, Orange County Supervisor Board. Xin kính chào luật sư Trần Thái Văn. Dạ, rất là cảm ơn nghị viên Châu Đỗ Vinh và kính thưa toàn thể quý vị tại Việt Face. Vâng. Luật sư Văn cũng là một khuôn mặt quen thuộc trên chương trình Việt Face, quan điểm và những chương trình khác nữa. Hôm nay là chương trình đặc biệt đối với phỏng vấn để hỏi ông về cuộc tranh cử vào chức giám sát địa hạt 1. Và quý vị đã thấy những cái bảng tranh cử đã treo khắp phố rồi. Đặc biệt năm nay thì cái gọi là primary trong sơ bộ thì chỉ có những chức vụ cao như là giám sát hay là dân biểu tiểu bang hay là dân biểu liên bang thì mới thi đua trong cuộc sơ bộ, chứ còn các chức như là thành phố thì chưa. Cho nên cái phiếu quý vị nhận trong tháng 2 này đó sẽ là phiếu khiếm duyện cho cuộc primary với cái ngày bầu cử là 5 tháng 3, thường thường là thứ 3. Cho nên 5 tháng 3 chúng ta sẽ bầu cử tại phòng phiếu, còn trước đó phiếu khiếm duyệt. Xin luật sư cho biết về cái cuộc tranh cử trong sơ bộ lần này. Dạ, rất là cảm ơn nghị viên Châu Đỗ Vinh. Đây là một trong những cái chức vụ địa phương nhưng mà rất là quan trọng, tại vì như quý vị cũng biết đó là quận Cam là quận, nếu mà nói về dân số đó thì quận Cam lớn tầng thứ sáu về dân số với hơn 3.2 triệu cư dân. Quận Cam mình lớn hơn 19 tiểu bang tại Hoa Kỳ. Bởi vậy nên đây là một cái chức vụ rất là quan trọng mà nó có ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và đời sống của các cư dân của chúng ta ngay tại địa phương. Một chức vụ địa phương nhưng mà chỉ có 5 vị giám sát viên và với một cái ngân sách rất là lớn để mà chi phối với 34 thành phố cũng như là các tổ chức thiện nguyện và các tổ chức trong quận, thưa anh. Vâng, cảm ơn luật sư Văn. Và chúng tôi cũng xin nhắc là giám sát quận Cam, như là luật sư nói, là đứng hạng 6 trong các quận lớn nhất của tiểu bang California. Và tiểu bang California cũng như là một nước, một quốc gia, Republic of California, đứng hạng 5 trên cái kinh tế của thế giới. Như vậy, cái quận hạt đứng thứ 6 trong California là một cái quốc gia đứng hạng 5. Không, rất thật là lớn. Thật sự đó là lớn hạng thứ 6 về dân số trên toàn quốc Hoa Kỳ. Vâng. Trên Hoa Kỳ chúng ta có hơn 3.000 quận hạt khác nhau trong 50 tiểu bang. Thì về dân số đó là quận Cam là xếp hạng thứ 5 hoặc thứ 6 về dân số, sắp xỉ với quận San Diego. Dạ, thật ra quý vị thấy rằng cái quận Cam của chúng ta rất là quan trọng và như là một tiểu bang, nó lớn bằng ngang ngửa với 19 tiểu bang của Hoa Kỳ thì không phải nhỏ quý vị. Nên là cái chức giám sát tuy rằng nó gọi là địa phương nhưng mà thật sự nó có tầm cỡ một tiểu bang hoặc là liên bang, cũng phải so sánh với một cái quận hạt lớn như vậy. Và 3 triệu rưỡi cư dân và rất là đông đúc, và gần như là chúng ta hàng cả triệu người ở trong quận Cam gốc Việt, đúng không? Dạ đúng vậy. Thành ra cái tiếng nói của chúng ta phải được bảo vệ tại quận Cam. Nhất trí chúng ta phải có người gốc Việt ở đó, và luật sư Văn là người đã phục vụ trong nhiều chức vụ khác nhau. Xin nhắc lại, ông đầu tiên đậu vào nghị viên thành phố Garden Grove, đầu tiên của người gốc Việt tại Garden Grove, và sau đó là dân biểu tiểu bang, rồi giữ thêm chức vụ của giám đốc của Orange County Water District, và bây giờ ông đang tranh cử cho giám sát quận Cam địa hạt 1, cũng là lễ thường trực vì đây là cái quận lớn nhất đại diện cho tiếng nói của người gốc Việt chúng ta, có thể nói rằng đại diện toàn bộ Little Sài Gòn, tại vì Little Sài Gòn nằm trong nhiều thành phố đều ở trong địa hạt 1. Xin luật sư cho biết là trong kỳ tranh cử này luật sư sẽ có những mong muốn gì để mà mang đến những phúc lợi nào cho cư dân cử tri chúng ta tại địa hạt 1, là đặc biệt vùng Little Sài Gòn. Dạ, cảm ơn anh Joe Đỗ Vinh hỏi một cái câu hỏi rất là quan trọng, và đích thực với cá nhân tôi khi mà chúng tôi trở lại sau khi mà được cái sự tín nhiệm và lời mời của giám sát viên Andrew Đỗ để mà phục vụ sau gần 10 năm mà chúng tôi không còn giữ những cái chức vụ trong
chính quyền hoặc là chức vụ dân cử nữa. Tuy nhiên đây là một cái cơ hội rất là tốt với những cái hoài bão cũng như là cái sự khuyến khích của rất nhiều các anh em và cử tri và cư dân trong cũng như là ngoài cộng đồng Việt Nam của chúng ta để mà trở lại cộng tác và làm việc với chính quyền quận, thưa quý vị, trong hơn một năm vừa qua với tư cách là chánh văn phòng của địa hạt số 1, giám sát viên địa hạt số 1, với những cái chức vụ và trách nhiệm bao gồm toàn thể những cái sinh hoạt trong quận, thưa quý vị. Bởi vậy nên chúng tôi am tường cũng như là thấy rất là rõ những cái nhu cầu và nguyện vọng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt của chúng ta nói riêng. Thưa quý vị và thưa anh, thứ nhất đó, một trong những cái ưu tiên và mục tiêu đầu tiên mà chúng tôi muốn thấy và chúng tôi muốn tiếp tục thúc đẩy cũng như là giới thiệu những cái chính sách cần thiết trong những năm tới, và đây là một cái chức vụ mà giám sát viên Andrew Đỗ cũng đã hết nhiệm kỳ vào cuối năm tới, và anh luật sư Andrew Đỗ cũng muốn chúng tôi tiếp tục để mà làm những cái công tác, công việc mà có thể nói là những cái dự án nó sẽ kéo dài 4 hoặc là 5 năm. Và song song với cái việc đó, thưa quý vị, một trong những cái nhu cầu và cái sự cần thiết của cộng đồng người Mỹ gốc Việt của chúng ta, nhất là với giới cao niên cũng như là những gia đình có lợi tức rất là khiêm nhường, đó là cái vấn đề gia cư, thưa quý vị. Một trong những cái, nếu mà không muốn nói là vấn nạn hoặc là tệ trạng, không riêng gì tại quận Cam nhưng mà trên toàn tiểu bang California, là affordable housing, là vấn đề gia cư mà các gia đình có thể mua nổi hoặc là mướn được. Đây là một cái sự thiếu sót kinh niên trong nhiều năm vừa qua, thưa quý vị, và nhất là trong vòng 5-7 năm trở lại đó, thì cái sự thiếu sót của những cái apartment hoặc là gia cư nhà cửa ngay tại quận Cam này là có thể nói là bị kinh niên. Thì một trong những cái mục tiêu mà chúng tôi muốn thúc đẩy và đang có những cái chính sách để mà làm, thưa quý vị, đó là viện trợ với chính quyền quận cũng như là hợp tác với những tổ chức vô vụ lợi và những công ty để mà xây thêm, và chúng tôi dự trù là trong vòng 3 năm, 4 năm tới, nếu mà được cái sự tín nhiệm của quý vị đồng hương và cử tri để mà tiếp tục làm việc trong cái chức vụ trong chính quyền quận, thưa quý vị, thì thúc đẩy những cái chính sách xây thêm khoảng 3.000 những căn nhà hoặc là apartment trong địa hạt số 1 nói riêng, để mà đáp ứng được cái nhu cầu và cái sự cần thiết về vấn đề gia cư. Và đây là những cái căn nhà hoặc là apartment mà nó gọi được, chính phủ được liệt kê với cái quy chế là gọi là affordable housing, thưa quý vị. Chúng tôi cũng đã làm cái việc này trong năm vừa qua rồi, nhưng mà chắc chắn rằng cái nỗ lực này nó sẽ tiếp tục, và chúng tôi có những cái dự án để mà thúc đẩy việc này. Vâng, cảm ơn luật sư Văn. Chúng tôi đang phỏng vấn ứng cử viên giám sát địa hạt 1 của quận Cam, tức là Orange County Supervisor. Quý vị sẽ thấy trên cái ballot, trên cái lá phiếu quý vị, là Supervisor Chief là cái danh xưng và title của luật sư Trần Thái Văn để tranh cử vào giám sát quận 1. Supervisor Chief, ông đang làm việc tại văn phòng của giám sát quận 1 và đã có nhiều chính sách đang thực hiện rất là tốt, như là housing. Quý vị biết rằng cái danh sách housing càng ngày nó càng dài ra, vì chúng ta có những người cao niên ở đây càng ngày càng lớn tuổi và ở các nơi dời về không đủ nhà để mà ở, cho nên khi mà đăng ký ghi danh để mà được nhà housing thì mất tới hồi trước là 7-8 năm thành 10, thành 12 năm, quá lâu. Quý vị biết rằng cái vấn đề này, đây là thật sự một cái vấn nạn mà luật sư gọi là kinh niên, đó là nó thường trực và nó dài lâu, không thể giải quyết trong 1-2 năm được, mà cả một nhiệm kỳ 4 năm cũng chưa chắc là giải quyết được hết. Nhưng mà ít nhất là quý vị cho luật sư Văn một cái cơ hội để tiếp tục những cái gì ông đang làm để giải quyết vấn đề housing, vì chúng ta thiếu sót rất là nhiều. Nếu quý vị nghĩ 3.000 căn hộ là ít, nhưng mà ít ra thì nó cũng sẽ giảm đi cái thời gian chờ đợi từ 12 xuống 10 năm, tới xuống 8 năm, xuống 6-7 năm. Thì cái lý tưởng nhất là chúng ta cũng phải chờ đợi, nhưng mà 3-5 năm thôi, quý vị nghĩ không? Chứ cái người lớn tuổi cao niên đâu có nhiều thời gian để mà chờ đợi cái housing, đến khi được cái housing là quá già rồi. Thành ra chúng tôi cần phải có luật sư Trần Thái Văn để giải quyết những vấn đề housing. Và trước mắt khi ông vào, ông sẽ giải quyết ít nhất là 3.000 căn housing để mà có trên thị trường và được thuê mướn.
đặc biệt cho affordable housing, là những người low income và cao niên. Thì chúng ta thấy rằng đây là một cái nhu cầu rất là lớn, mà nếu mà chúng ta không vận động để có trong địa hạt 1, tức là Little Sài Gòn chúng ta, thì những địa hạt khác họ sẽ tranh đấu và họ được cái budget. Và budget của giám sát quận 1 đó, và nói chung là hội đồng giám sát đó, là 9 tỷ rưỡi trở lên một năm. Để mà quản lý thì chúng ta cần phải có tiếng nói. Một trong năm người đó phải là gốc Việt. Thì chúng tôi tin tưởng luật sư Trần Thái Văn là cái người xứng đáng nhất và có điều kiện nhất để đại diện cho quý vị. Dạ, cảm ơn nghị viên Châu Đỗ Vinh. Và trong cái vai trò này, thật sự mà nói đó, là chúng ta với chính quyền quận đó là đã có cái budget, là nhờ những cái ngân sách từ chính quyền tiểu bang cũng như là liên bang họ chuyển xuống. Vấn đề thứ nhì nữa là chúng tôi cũng đang và sẽ tiếp tục cộng tác và đồng hành làm việc chung với các cơ quan cũng như là các nhà thầu mà họ chuyên xây về những cái căn nhà hoặc là những cái complex, là những cái xóm affordable housing cho những gia đình mà có lợi tức khiêm nhường hoặc là thấp, cũng như là các quý vị cao niên. Và cái việc này mình làm được chứ không phải là không được, nhưng mà cần phải đặt là cái ưu tiên hàng đầu, thì đây là một trong những cái ưu tiên hàng đầu mà chúng tôi muốn thúc đẩy. Vâng, cảm ơn luật sư. Đỗ Vinh cũng là một nhà thầu. Thành ra khi luật sư nói tới các nhà thầu, nó đóng một vai trò rất quan trọng, thưa quý vị. Tại vì cái budget của ngân sách của liên bang đưa xuống tiểu bang, đưa xuống quận đó, thì phải do các nhà thầu thực hiện, và giám sát là người đại diện trực tiếp cái quyền lợi của cư dân, cử tri, để có cái ngân sách chi viện xuống và để thuê mướn những nhà thầu xây cất. Rồi chúng ta sẽ có được ít nhất là 3.000 căn hộ mới nếu luật sư Trần Thái Văn tiếp tục làm việc trên những hồ sơ đó với nhiệm kỳ tại giám sát. Và chúng tôi cũng sẽ sát cánh với luật sư Trần Thái Văn để thực hiện những phương án đó, đặc biệt affordable housing, trong đó có cả luôn Section 8 nghe quý vị. Và chúng tôi sẽ có những người, những nhà thầu, và kể cả quý vị nào muốn trở thành những nhà developer để mà có những căn hộ đó cho thuê affordable housing, xin liên lạc với Châu Đỗ Vinh 714-548-8289, vì đó là tay trái tay phải công việc của Đỗ Vinh, cũng là nhà thầu. Thành ra chúng tôi làm việc sát cánh với các cơ quan chính quyền để có thêm những affordable housing cho quý vị, và chúng tôi đã tích cực làm việc trên hồ sơ này. Kế tiếp thì cũng song song với vấn đề housing, thưa luật sư, là những cái vấn đề an ninh, an toàn, public safety, mà chúng ta thấy cũng có cư dân chúng ta rất quan tâm về những cái tội phạm mà mình lo lắng khi mà đi chợ, khi ở nhà, khi mà ra công cộng, thì luật sư có những phương án nào để giúp cho đồng hương chúng ta trấn an về vấn đề an ninh và sự an toàn trong quận? Dạ, rất là cảm ơn nghị viên Châu Đỗ Vinh đã đặt cái vấn đề rất là quan trọng. Đối với những địa phương cũng như là với gia đình trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta, như là chúng ta thấy cái viễn tượng trong vòng vài năm vừa qua đó, là cái tỷ lệ trong cái mùa COVID và sau COVID đó, cái tỷ lệ mà mất an ninh hoặc là phạm pháp tăng lên rất là cao. Và đây là một trong những cái ưu tiên mà nó cũng nằm trong cái thẩm quyền, thưa quý vị, của chính quyền địa phương, của quận cũng như là các thành phố. Như nghị viên Châu Đỗ Vinh cũng biết đó, cái vấn đề quan trọng hơn hết đối với cá nhân tôi cũng như là với sở sheriff, là cảnh sát của quận đó, thưa quý vị, là cần phải đi đồng hành và làm việc sát cánh với các sở cảnh sát địa phương cũng như là tiểu bang và liên bang. Nhưng mà nói về những cái sự tội phạm hoặc là những cái sự kiện tội phạm hàng ngày đó, thưa quý vị, thì chính quyền quận cần phải làm việc sát cánh với chính quyền thành phố và các địa phương mà đại diện trong cái địa hạt của họ. Cá nhân của địa hạt số 1 hoặc là cá nhân tôi, thì trong những tháng vừa qua chúng tôi cũng đã làm việc rất là sát với các sở cảnh sát của các thành phố mà nằm trong địa hạt số 1, kể cả Garden Grove và Westminster. Không riêng gì về vấn đề tội phạm hoặc là ngăn chặn những cái tội phạm, nhưng mà về vấn đề homeless, là về vô gia cư nữa, để mà giúp đỡ cho chính quyền địa phương có những cái phương tiện cần thiết để mà giải quyết một phần nào, chứ không thể nào mà giải quyết hết được trong một cái thời gian ngắn như vậy. Về cái vấn đề vô gia cư, một trong những cái công việc mà chúng tôi muốn thúc đẩy, mà chúng tôi xin phép nói thật nhanh vì mình không có nhiều thời giờ, là lập ra một cái task force, là một cái quỹ ban đặc nhiệm làm việc sát cánh với các thành phố trong địa hạt, giữa Sheriff's Department là sở cảnh sát của quận
dưới thẩm quyền của Board of Supervisors, là của Hội đồng Giám sát, làm việc trực tiếp với các sở cảnh sát của địa phương, của các thành phố, để mà giải quyết một số và phối hợp với nhau về một số chính sách để mà chống lại tội phạm, nhất là tội phạm với gia đình cũng như là các cơ sở thương mại, thưa anh. Vâng, cảm ơn luật sư Văn. Và chúng tôi cũng xin nhắc rằng dưới nhiệm kỳ của luật sư Andrew Đỗ, chúng tôi cũng ghi ơn và ghi công ông đã rót tiền xuống cho các thành phố của Little Sài Gòn, trong đó có Garden Grove, thành phố của tôi, Westminster và Fountain Valley, ba thành phố được xây dựng chung một cái Navigation Center, và đầu năm 2024 sẽ đưa vào hoạt động, có trên dưới 100 cái giường cho những người vô gia cư, những homeless shelter. Thì chúng tôi cũng không quên ơn của luật sư Andrew Đỗ, và ông chánh văn phòng Trần Thái Văn cũng đang làm việc trong đó và đã có những cái phương án để giúp cho những người vô gia cư, giúp cho vấn đề an ninh. Và cái task force này rất là quan trọng, tức cái ủy ban đặc nhiệm này đó, thưa quý vị, sẽ phối hợp những cái ti cảnh sát của các thành phố, kể cả những thành phố trong Little Sài Gòn, để chúng ta có một cái ủy ban đặc nhiệm để mà xuống để lo cho những cái chuyên đề về homeless và transient và những vấn đề trên đường phố chúng ta, thì nó sẽ giúp giải quyết rất là nhiều những cái khó khăn hiện tại, những cái nạn tệ mà chúng ta thấy hàng ngày. Thì chúng tôi muốn có luật sư Trần Thái Văn đại diện chúng ta trong đó ở hội đồng giám sát, chỉ có 5 người thôi, ít nhất chúng ta phải có một người gốc Việt. Và luật sư Văn đang làm việc với rất là nhiều cơ quan hành chánh, từ sheriff xuống cảnh sát cho tới các người động viện, các địa hạt khác cũng phải biết cách làm việc với các động viện để mà có đủ cái đa số và tranh giành cái quyền lợi đó về cho cộng đồng chúng ta. Cuối cùng thì còn đôi ba phút, chúng tôi cũng muốn nhắn tới vấn đề y tế, healthcare. Thì cũng rất là nhiều người cao niên hay là low income, hay kể cả những gia đình có con em tật nguyền đó, có những người khiếm tật đó, thì rất là nhờ cậy vào những cái chương trình như là Cao Optima. Xin luật sư cho biết là đối với những cái chương trình healthcare đó, luật sư sẽ có những phương án nào để giúp cho đồng hương chúng ta? Và đây là một trong những cái, phải nói rằng là một trong những cái chính sách quan trọng nhất dưới cái thẩm quyền của quận, và nhất là tại quận Cam, như nghị viên Joe Đỗ Vinh nói đó, là cơ quan Cao Optima là một cái tổ chức được lập ra khoảng hơn 3 thập niên vừa qua để mà thay thế cũng như là tiếp nhận những cái hồ sơ cũng như là những cái đơn về vấn đề Medicare, là bảo hiểm y tế cho các gia đình mà có lợi tức thấp cũng như là các vị cao niên, thưa quý vị. Đây là một trong những cái tổ chức rất là quan trọng với một cái ngân sách hơn 4.3 tỷ Mỹ kim mỗi năm. Và cộng đồng người Mỹ gốc Việt của chúng ta, cộng đồng Việt Nam của chúng ta trong địa hạt số 1 là một trong những cộng đồng lớn mà đang được hưởng những cái quy chế của Cao Optima, và chúng tôi muốn thúc đẩy thêm nữa những cái quyền lợi không riêng gì cho các quy chế hoặc là những cái dịch vụ hàng ngày, thưa quý vị. Nhưng mà chúng tôi muốn nhắm vào giới cao niên cũng như là các trẻ em, với các gia đình mà có đông con, hoặc là giới cao niên cần thêm những cái dịch vụ về vấn đề bảo hiểm y tế, về vấn đề chúng ta thường gọi là mobile service, là vào trực tiếp vào cộng đồng của chúng ta để mà có những cái dịch vụ y tế cần thiết. Thứ ba nữa là về vấn đề approval là chấp thuận hoặc là chấp nhận những cái dịch vụ y tế khi mà bác sĩ họ cần billing hoặc là họ xin phép Cao Optima là có được phép làm những cái dịch vụ y tế này hay không cho cộng đồng chúng ta đó, thì thời gian quyết định cũng như là cái thủ tục quyết định cần phải nhanh hơn nhiều, trong vòng 24 tiếng. Và đó là một trong những cái mục tiêu mà chúng tôi thúc đẩy rất là mạnh với một cái chính sách có thể nói rằng đó là đi trực tiếp đến và vào cộng đồng chúng ta, chứ không phải là ngồi trong những cái building rồi khi mà có những cái vấn đề hoặc là có những cái sự kiện nào xảy ra thì Cao Optima mới hưởng ứng. Mà chúng tôi muốn thấy nhân viên và thúc đẩy các nhân viên của họ có những cái chương trình đi trực tiếp và vào cộng đồng chúng ta và dịch vụ và làm việc trực tiếp với các gia đình và với các bệnh nhân trong tương lai. Và đây là một trong những cái công việc mà chính ông tổng giám đốc của Cao Optima cũng muốn thấy, và chúng tôi cũng đang thúc đẩy một cách rất là mạnh mẽ trong những ngày tháng tới, thưa quý vị.
Cảm ơn luật sư Văn, cũng là chánh văn phòng với giám sát Địa Hạt 1, và chúng tôi cũng đã từng tiếp chuyện với ông Michael Hunt, là CEO giám đốc của Cal Optima, và tôi mong sẽ mời được ông Michael Hunt lên phỏng vấn để quý vị nghe trực tiếp những gì và giám đốc của Cal Optima có thể nói với quý vị. Và trực tiếp thì chúng tôi biết rằng hiện tại dưới cái một năm mà luật sư Văn làm ở chánh văn phòng đó, thì chúng tôi đã có được cái chương trình Be Well in OC, Be Well, và có được ở thành phố Golden Grove. Quý vị thấy chiếc xe màu xanh Seven á, họ đi tư vấn và họ đi tiếp xúc những người vô gia cư và những người cần giúp đỡ đó, đó là Be Well. Quý vị thấy xe chạy đó cũng là một chương trình của quận đó. Rồi chương trình thứ hai nữa gọi là Street Medicine, cũng là ông Michael Hunt đã chủ trương và khuếch trương, và đặc biệt cái pilot project ngay tại thành phố Golden Grove. Chúng tôi mời về ấp để thực hiện cái chương trình Street Medicine, và sẽ tiếp tục, và đó là ngân sách của quận đó quý vị, đó là tiền thuế quý vị đang làm việc đó. Và luật sư Trần Thái Văn là người trực tiếp làm việc trên những cái phương án đó, và tôi cũng muốn luật sư hứa hẹn với chúng tôi là khi mà ông được đắc cử vào giám sát thì ông sẽ tạo điều kiện cho các nhà thầu gốc Việt chúng ta được trúng thầu, cũng như là ông sẽ thuê mướn thêm nhân viên người gốc Việt, cũng như gìn giữ những cái trung tâm sinh hoạt và trung tâm dịch vụ cho người gốc Việt tại Liêu Sài Gòn chúng ta. Xin ông hứa hẹn điều đó đi. Cái vấn đề này quá dài. Đây là một cái hoài bão, và một trong những cái lý do chính yếu mà chúng tôi trở lại để mà làm việc với quận, với chính quyền quận, thưa quý vị. Vì chúng tôi thấy rất là rõ cái nhu cầu và cái sự cần thiết của cộng đồng Việt Nam của chúng ta, kể cả các nhà thầu, tại vì phải nói rằng đó là có mỗi năm chính quyền quận có cả mấy trăm triệu Mỹ Kim, nếu mà không muốn nói đến hàng tỷ, với các hợp đồng và giao kèo lớn và nhỏ, để mà cộng đồng chúng ta có cơ hội và cần phải biết để mà đánh thầu, để mà làm những cái bidding cần thiết. Và một trong những cái vai trò mà văn phòng các giám sát viên có thể giúp được, và đây là một trong những cái ưu tiên mà chúng tôi muốn thúc đẩy và đang thúc đẩy thật sự đó, là làm những cái expo, những cái workshop, những cái buổi họp để cho các nhà thầu Việt Nam cũng như là các nhà thầu của cộng đồng tiểu số họ đến và học hỏi thêm và tìm hiểu thêm cái thủ tục cũng như là cái cơ hội để mà đánh thầu với chính quyền quận qua cả trăm ngàn những các dịch vụ khác nhau, thưa anh. Vâng, cảm ơn luật sư, và Joe Donovan sẽ tiếp tục đưa tin cho quý vị để có những cái nhận định xác suất. Và chúng tôi thì đã có những suy xét, và luật sư Trần Thái Văn là người mà có thể bảo vệ cho quyền lợi chúng ta tốt nhất. A vote for Van Tran is a vote for you. Mình bỏ cho luật sư Trần Thái Văn chính là mình bỏ cho quyền lợi của chính mình. Vì tôi tin tưởng rằng với nhiều thập niên để phục vụ đồng hương, chúng ta có một cái track record, một cái quá trình rất là sâu, rất là dài, experience leadership, thì chúng tôi tin tưởng trust luật sư Trần Thái Văn. Xin quý vị tiếp tục theo dõi chương trình chúng tôi trên radio và trên những phương tiện khác, và mong gặp lại luật sư trong nhiều dịp khác, và chúc về luật sư và gia đình Happy New Year, vì chúng tôi sẽ trở lại với những chương trình khác trong năm mới. Xin kính chào và cảm ơn Vietface, chương trình đã tạo điều kiện cho chúng tôi tiếp xúc với đồng hương hôm nay. Xin kính chào luật sư. Xin mời luật sư kính chúc quý đồng hương chúng ta kết thúc ở đây. Dạ, rất là cảm ơn nghị viên Joe Đỗ Vinh đã cho chúng tôi cái cơ hội lên đây vào chương trình để mà tiếp xúc và tâm sự cùng với quý vị, chia sẻ với quý vị những cái công việc cũng như là những cái dự án mà chúng tôi muốn thực hiện với chức vụ là giám sát viên của quận 1 tại quận Cam. Và tiện đây vào dịp cuối năm, trước thềm năm mới, chúng tôi cũng xin thân chúc nghị viên Châu Đỗ Vinh cùng với gia đình một năm mới nhiều thành công và sức khỏe, mọi sự như ý, và chắc chắn với quý vị đồng hương của chúng ta và quý vị khán thính giả của Vietface một năm mới an khang thịnh vượng và đầy ân trên. Xin cảm ơn luật sư, và xin nhắc quý vị là chưa có trễ để mà ghi danh đi bầu nha quý vị. Cứ việc ghi danh và văn phòng tranh cử của luật sư ở trên đường Beach hướng bắc của đường Hazard, ngay chỗ đó building rất là mới ở bên tay phải đó quý vị, là trên tầng 2 đó là văn phòng tranh cử, và đến trong giờ làm việc sẽ có người tiếp xúc quý vị, và quý vị có thể ghi danh bỏ phiếu ở đó, cũng như là xin nhớ rằng cái vote by mail đó nó sẽ vào giữa tháng 2 đã gửi về rồi, thành ra chúng tôi có vỏn vẹn một tháng thôi để tranh cử và để đồng hương có những cái thông tin mà bỏ phiếu trong sơ bộ, tức là ngày 5 tháng 3, rất là sớm tới rồi quý vị, ăn Tết xong là phải bắt đầu nghĩ tới việc bỏ phiếu nha quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính chào luật sư và kính chào toàn thể quý vị. Xin hẹn lại trong năm mới 2024.
Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.